Chúng mình yên tâm đi, có tao ở đây rồi. Đi đập cho mày một trận. Ừ, được. Đi. Này nhá, cô làm ăn trước đức vào thôi nhá. Tao bán hàng, tao thích làm gì thì làm đi. Hả? Này thì mà xúc xích thối này. Này. Từ từ đã, đi sang cô ăn, cô bán rẻ không thôi. Có 5.000 một cái, ăn xong cô còn khấn mài cho đấy. Đi, khách hàng của cháu mà cô lại mang ra khách hàng của cô, thế cháu làm ăn được gì đó. Đấy là việc của mày nhá. Tao bán là việc của tao, khách hàng của mày cũng là những khách hàng của tao, hiểu chưa? Ô, này cô này buồn cười nhỉ. Đi xuống này anh kia. Đi bán đắt ra. Đi ra ngoài đây. Ui. Này, cô này nhá, làm ăn, cô làm ăn như thế này là chết cháu rồi đấy. Đi. Này nhá, con nói cho mày biết nhá. Tao mua bán như nào, kệ tao. Mày không có quyền mày nói. Ai giỏi ai khéo thì người ấy tranh được khách. Vớ vẩn. Ăn đi các cháu. 5.000 một cái đây. Đây cầm đi, cháu. Đây cháu. Đây bạn này. Đấy, mỗi người một hai cái nhá. Đấy, ăn đi. Ăn thoải mái, rẻ không thôi, có 5.000 thôi. Mùi nó có cái mùi gì nó thôi thôi. Đúng rồi. Cháy đen gì này. Ôi giời, cái này không phải cháy đâu, cô rán như này để cho nó ngon. Mùi như xúc xích kêu ấy chúng mày à. Đúng rồi. Đúng rồi. Đó, vì có mùi gì nào ấy. Thôi chị ơi, lên quán bên kia ăn đi. Đúng rồi. Chị kia ăn đi. Này chị kia ăn đi. Ai cho chúng mày sao bên kia hả? Chúng mày đã ngồi vào đây rồi, bây giờ chúng mày phải ăn của tao. Ông cháu nó ăn thế nào đâu cô. Không ăn nhưng mà ngồi đây sờ xúc xích của cô rồi. Không ăn phải trả tiền. Cô vô lý này. Đúng rồi, sao cô vô lý thế? Không có vô lý gì hết. Bọn cháu đây đâu. Không ăn nhưng mà sờ vào rồi. Thôi ăn tạm đi chúng mày ơi. Ăn đi. Ăn tạm đi. Có 5.000 một cái. Cũng rẻ mà. Thôi 5.000 một cái cũng rẻ. Đây ăn đi. Ăn đi. Cái bà này đúng là làm ăn không có tâm. Bán cả xúc xích thối cho trẻ con. Tí để tội người ta ra. Đúng là hết thuốc chữa. Đắng thế. Ừ, đắng thế. Mày hớt bỏ cái cháy ra mà ăn à. Đấy đắng. Tao đang bỏ đây. Đắng lắm. Ăn đi, nói ít thôi. Ăn được bao nhiêu cái rồi? Ta ăn được 2 cái rồi. Ta ăn được 2 cái rồi. Ta ăn được 3 cái. Chúng ăn được 3 cái. Được rồi, về đi chúng mày ơi. Về đi. Trả cái cho cô đi. Cô ăn cháu 10 cái bao nhiêu tiền cô? Mỗi cái 5.000, 10 cái là 50.000. Đây cô. Đưa đây. Rồi, đi chúng mày ơi. Đấy. Sao được vào quán này ăn được? Và sao cô cũng chẳng mời nhá. Bà chủ hôm nay đắt khách nhỉ? Đắt gì anh, may có mấy thằng trẻ trâu lừa được nó đấy. Thế à? Không thì làm sao hôm nay tôi bán được đâu. Đây, lại còn đây, lại còn hàng này. Không, tôi lấy không lấy đi. Hôm nay tôi không lấy, anh mang ra bán cho đứa kia đi. Lấy đi, tôi bán rẻ cho. Hôm nay tôi còn đầy thế này, tôi không lấy nữa. Ôi giời. Đi, mang cho đứa kia. Không lấy à? Cháu ơi, lấy hộ chú ít xúc xích đi. Xúc xích à? Thì cháu xem nào. Rồi. Đây, xúc xích ngon mà. Rồi, bác ơi, chú ơi. Cái xúc xích nó sao mà trông nhìn bẩn thế? Thì xúc xích bác làm bằng thịt thối, bác bán rẻ cho chúng mày. Chúng mày dán lên là ai biết thối đâu. Thôi bác ơi, chắc cháu không lấy xúc xích này đâu. Bác mang về cho chó cho mèo gì ăn đi, cháu không lấy đâu. Lấy đi. Thôi cháu không lấy đâu. Bác bán rẻ cho 1.000 một cái thôi. Lấy hộ chú đi. Cháu bảo cháu không lấy. Lấy đi, chú bán rẻ cho. Cháu mang ra, cháu không biết. Bán rẻ cháu không lấy. Tí nữa cháu không bán được cho khách thì sao? Mày dán lên thì có ai biết nó thối không thối đâu. Sao người ta không biết? Ăn vào người ta đau bụng thì làm sao? Lúc đấy cháu bị tội đấy. Mày chú bán rẻ cho lấy đi. Cháu không lấy đâu. Chú mang đi cho cô kia. Cháu không lấy. Cháu là bảo cháu không lấy rồi. Đừng có giúp cháu. Mày khó tính. Mày không mua thì thôi. Này này. Lấy của tôi thì nó không lấy đâu. Thế nó không lấy à? Không lấy đâu. Thế anh chỗ này anh bán bao nhiêu tiền? 50 cái tôi bán 50.000 thôi. Lấy của tôi nốt hôm nay đi. Rồi. Ngày nào cũng lấy hàng của tôi rồi. Chẳng qua xúc xích hết hạn nó thôi. Tôi mới bán rẻ thế thôi nhá. Còn lâu tôi mới bán cho các bà là 1.000 một cái như thế đâu. Cái đứa kia nó rốt đấy chứ. Lần sau anh cứ thế mà ấy cho ship cho tôi nha. Mai có lấy được không? Khi nào tôi lấy tôi gọi điện.
mua 1.000 một cái, bán 10.000 chẳng lãi quá rồi còn gì nữa. Nói ít thôi. Này, cô làm ăn như thế cô không thấy tội lỗi à? Này nhá, mày ngớ mồm à? Việc của mày à? Mày không lấy để tao lấy. Cháu chỉ nhắc thế thôi. Mày ghen ăn tức rồi à? Cô đúng là. Ôi, nhanh lên, tao đang buồn quá rồi. Nhanh lên. Tao có gì đang quần rồi. Thằng kia mày xong chưa? Tao đã hỏi bọn mày xem, bọn mày có bị đau bụng không ấy mà. Bọn tao có. Từ lúc ăn xúc xích về á, bọn tao đau bụng lắm. Bọn tao không thế, vừa về đến cửa nhà cái là đau bụng rồi. Hay là do cái xúc xích kia nhở? Đúng rồi đấy. Lúc mà mình ăn nhá, nó còn đen đen thối thối. Đúng rồi. Chắc là do cái xúc xích kia rồi. Chúng mày đến đây làm cái gì? Bọn tao đã hỏi xem bọn mày có bị đau bụng không. Bọn tao có chứ. Mà bọn mày đã uống thuốc chưa? Bọn tao uống rồi. Mày đứng đó đây. Bọn tao còn đi một bãi ở trong kia kìa. Nên mới đói. Uống thuốc rồi mà vẫn còn như này á hả? Thì chắc chắn là tại quán của bà ấy rồi. Đúng rồi. Biết thế ăn quán trên kia nhở? Vừa ngon vừa vàng. Thật đấy. Quán bà đấy á. Tại bọn mình ham rẻ quá đây. Đúng là đúng của rẻ là của ôi mà. Hay là bây giờ chúng mình đi phá quán của bà đấy đi. Chứ cứ để bà đấy bán xúc xích thối như thế á, có ngày gây nguy hiểm cho người khác đấy. Nhưng mà tao sợ lắm. Sợ cái gì? Bọn mình có 4 thằng cơ mà. Mày có đi không? Thôi tao đi. Chúng mình yên tâm đi, có tao ở đây rồi. Đi đập cho mày một trận. Ừ được. Đi, đi. Cho bọn cháu đúng không? Này nhá, chúng mày không ăn thì thôi, chúng mày đừng có nói linh tinh nhá. Này cô ơi, vừa đây bốn bọn cháu ăn xúc xích này. Đây này, đây này. Cháy đen này. Này, này. Đấy, về nhà bốn đứa đau bụng. Thế là như nào cô? Đấy là việc của chúng mày nhá. Hôm nay bọn cháu chỉ ăn xúc xích của nhà cô thôi, cô phải thả lại cho bọn cháu. Chúng mày đừng nói vui, chúng mày ăn ở đâu, đấy là việc của chúng mày.